Công an quận Thanh Xuân đang xác minh đơn tố giác Bùi Thị Tuyết, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn trình báo, Bùi Thị Tuyết có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là chiếc xe ô tô Daewoo màu ghi, biển kiểm soát 30X8169 thông qua việc thuê xe ô tô tự lái. Hiện chưa xác định được đối tượng đang ở đâu. Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng trên, có hình ảnh kèm theo. Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, số điện thoại 0984 320 686, cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.